Vinathi me sa năng anh nhân Bụt thô me sa năng quá răng Ê tê Bụt thê yo kali to do so bụt thô ta ma tu tăng ma măng toa kha to pha ga wa ta tham mô san di thầm mô mê sa năng quá răng ê tê na sắp cha vắt chê na hồ tu mê cha ya măng ga lăng út ta măng ghê na hoàn đề hăng thầm anh cha ru y thăng quá răng thầm mê vô kha li tô đô sô thầm mô kha ma tu tăng ma măng Suppatthipanno bhagavato savakasangho Ujjupatthipanno bhagavato savakasangho Nyayapatthipanno bhagavato savakasangho Samitipatthipanno bhagavato savakasangho Sapurisapokkala e savagavato savakasangho Ahuneyo pahuneyo dakkhineyo anjalikaraneyo Anuttarang punyakhetang lokassa Vinathi me saranang anyang sangho me saranang warang Ê tê na sanh cha vắt chê na hồ tu mê cha ya măng ga lăng út ta măng ghê na hoàn đề hăng sang khanh cha đu vi thót ta măng sang khê vô kha li tô đô sô sang thô kha ma tu tăng ma măng hoàn đà mi chê tư văn sắp bằng sắp bát tha nê su bát tít thi tăng xa ri ri ca tha tu ma ha bồ tình bút ta ru phăng sa ca lăng sa đà sam bút thề át ta vi sanh cha đoà đa sanh cha sa hát sa kê phanh cha sa ta sa hát sa ni na ma mi si ra sa hăng tê sang thầm anh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hăng Namakara nu pha huê na hàm tòa sắp bê upat đa huê a nê ca an ta la ya vi vi na san tu a sê sa tô sam bút thê panh cha panh nha san cha cha tu huy sa ti sa hát Tê sang thâm anh cha sang thành cha a đa rê na na ma mi hằng Namakara nu pha huê na hàm tòa sắp bê u pát đa huê a nê ca an ta la ya vi vi na san tu a sê sa tô san bút thê na bút ta sa tê át ta chát ta lì sa sa hát sa kê huy Sati sata sahas sani nama mi si rasang Tê sang thâm anh cha sang khanh cha a đa rê na nama mi hăng Namakara nu pha huê na hàm tòa sắp đề upat đa huê a nê ca an ta la ya Ti vi na san tu a se sa tô Sắp đề purat Ti ma ya di sa ya sat ta we ra su phi hòn tu sat de pu rap ti ma ya nu di sa ya sat ta we ra su phi hòn tu sat de đăng khi na ya di sa ya sat ta
a quê la su khi hòn tu sắp bề đất khi nà ya nu đi xa ya sắp ta a quê la su khi hòn tu sắp bề bắt chi mà ya đi xa ya sắp ta a quê la su khi hòn tu sắp bề bắt chi mà ya nu đi xa ya sắp ta a quê la su khi hòn tu sắp bề út ta ra ya đi xa ya sắp ta a quê la su khi hòn tu sắp bề út ta ra ya nu đi xa ya sắp ta a quê la su khi hòn tu sắp bề út ta ri mà ya đi xa ya sắp ta a quê la su khi hòn tu sắp bề hết thi mà ya đi xa ya sắp ta a quê ra su khi hòn tu sắp bề sắp ta a quê ra hòn tu su khi ta hòn tu nít đúc kha hòn tu áp gia tất cha hòn tu a ni kha hòn tu đi kha yu kha hòn tu a ro ga hòn tu sam tất ti hi sa nít chan tu su khi áp ta năng pa ri ha ram tu đúc khát pháp ta cha nít đúc khà pha giáp pháp ta cha nít pha già số cát pháp ta cha nít số ca hồn tu sắp đề bi pa ni no a ca sát tha cha phum mát tha đề hoa na ga ma hít thi ca bồn nhăn no anu mô đàn tu di răng rắc khan tu sa sa năng a ca sát tha cha phum mát tha đề qua na ga ma hít thi ca bồn nhăn no anu mô đàn tu di răng rắc khan tu no ga ru a ca sát tha cha phum mát tha đề qua na ga ma hít thi ca bồn nhăn no anu mô đàn tu di răng rắc khang tu nhà ta vô a ca sát tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hít thi ca bồn nhăn no anu mô đàn tu di răng rắc khang tu pa ni no a ca sát tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hít thi ca bồn nhăn no anu mô đàn tu chi răng rác khan tu no sa đa y đăng wa ta no bồn nhăn a sa vak tha ya wa hang ho tu anagate ka le sa thủ sa thủ. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất, chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Xin chào các học viên. Hôm nay chúng ta học tiếp phần lộ trình tâm đặc biệt. Thì hôm trước trong phần lộ trình tâm đặc biệt đó có rằng có 6 trường hợp, có đó là lộ đắc thiền, lộ nhập thiền, lộ hiện thông, lộ đắc đạo, lộ nhập thiền quả, lộ nhập thiền diệt. Thì
mình đã học được bốn trường hợp, đó là lộ đắc đạo, từ lộ nhập thiền, lộ đắc thiền đến lộ đắc đạo. Hôm nay thì mình học hai trường hợp còn lại, đó là lộ nhập thiền quả và lộ nhập thiền diệt. Lộ nhập thiền quả, phala, samapatti, vithi. Ở đây mình có số 1 đó là phần định nghĩa, số 2 đó là điểm tương đồng và dị biệt giữa việc nhập thiền chỉ và thiền quả. Thứ 3 đó là những bậc có thể nhập thiền quả. Thứ 4 đó là biểu đồ của lộ tâm nhập thiền quả. Thứ 5 đó là các trạng tâm và tâm lộ trong lộ nhập thiền quả. Số 6 đó là các tâm có mặt trong lộ tâm và số lượng lộ tâm nhập thiền quả. Số 7 là lộ tâm nhập thiền quả xảy ra ở hàng người. Số 8 là lộ tâm nhập thiền quả xảy ra ở các cõi. Thì ở trong bài này thì mình sẽ có 7, 8 mục. À, 8 mục giống như mọi khi. Phần định nghĩa. Phần định nghĩa đó là lộ nhập thiền quả, tức là tiến trình tâm mà sanh khởi trong khoảng thời gian dài mà các bậc thánh hữu thiền an trú với tâm định siêu thế để hưởng lạc giải thoát. Tức là khi nào các bậc thánh mà ngài an trú ở trong thiền, ở trong tâm định siêu thế để hưởng an lạc giải thoát á, thì lúc đó thì cái lộ trình tâm này nó diễn ra. Và chúng ta cũng để ý đó là tí nữa thì ở phần số 2 thì mình sẽ học rõ hơn, tức là lúc mình học về lộ nhập thiền á. Lộ nhập hôm trước mình học về lộ chứng đắc thiền, rồi sau đó lộ nhập thiền. Mà lộ nhập thiền đó thì người phàm phu họ cũng nhập được. Bậc thánh khi mà chứng đắc được thiền cũng nhập thiền đó được. Nhưng mà ở trong cái lộ này thì đặc biệt là chỉ có bậc thánh thôi. Chỉ có bậc thánh thôi thì nhập được. Để đây mình xem cái điểm tương đồng và dị biệt giữa việc nhập thiền chỉ và thiền quả. Đã có những điểm tương đồng nào? Thì nói như điểm tương đồng đó là các thiền giả đều ăn trú trong định nhập với thời gian mà mình muốn. Tức là giống nhau á. Thì khi mình nhập thiền đó là đều an trú ở trong tâm định theo cái thời gian mà vị hành giả muốn. Tức là lúc đó mình tức là trước khi nhập thiền đó là mình đã phát nguyện tác ý, đó là mình sẽ nhập thời gian bao lâu. Thì cái tâm định nó sẽ an trú trong thời gian này giống nhau, tức là ở thiền chỉ và thiền quả thì giống y hệt nhau ở trong trường hợp đó. Về điểm khác nhau là dị biệt. Khác nhau đó là ở thiền chỉ thì hành giả nhập thiền chỉ an trú với tâm thiền mà mình đã chứng được, đã chứng với quan tướng chế định. Tức là thí dụ như là hành giả tu tập đề mục đắc đắc để chứng được cái chứng được thiền, thì khi mà nhập thiền á thì hành giả an trú với cái cảnh chế định đó, tức là tới với cái quan tướng đắc đó. Lúc mình tu tập á thì mình nắng cái đất để làm đề mục, nhưng mà lúc bây giờ đến khi mình chứng đắc được thiền rồi á thì cái hình ảnh đất đó nó nằm ở trong
tâm của mình, chỉ cần mình tác ý đến thì lập tức là cái ánh sáng nó xanh lên và bị hành giả an trú vào ở trong đó. Còn ở trong thiền quán, thiền quả thì ở đây mình để ý là hành giả đấy, thiền chỉ á, thì hành giả có thể là người phàm phu hoặc là bậc thánh. Khi nhập thiền chỉ thì giống nhau, tức là điều an trú ở trong cái an trú cái tâm thiền mà mình đã chứng đắc được với cái quan tướng chế định. Còn ở trong thiền quả thì thiền quả hay thiền quán mà của bậc thánh mà chứng đắc được á, thì ở đây đó là an trú ở trong cảnh niết bàn, an trú ở trong cảnh niết bàn với tâm quả siêu thế. Với tâm quả siêu thế thì đó là điểm khác biệt. Và ở trong trường hợp một á, thiền chỉ á, thì người phàm phu hoặc là bậc thánh á, thì đều có thể nhập thiền này được. Nhưng ở thiền quả thì chỉ có bậc thánh thì mới nhập thiền được. Chỉ có bậc thánh thì mới nhập thiền được. Thứ ba đó là những bậc có thể nhập thiền quả, thì nãy mình cũng đã nói sơ qua rồi, tức là chỉ có bậc thánh mới nhập thiền quả được. Nhưng mà ở đây thì các hành giả nào đắc đạo quả hữu thiền thì có thể nhập thiền quả. Câu này lần sau, các hành giả đắc đạo quả hữu thiền đều có thể nhập thiền quả. Các hành giả đắc đạo quả hữu thiền đều có thể nhập thiền quả. Thì ở đây khi mà người ta sử dụng cái câu là các hành giả đắc đạo quả thì ở đây là bậc thánh rồi, nhưng mà nó là đạo quả hữu thiền thì đều có thể nhập thì mới có thể nhập thiền quả được là sao? Tức là vì hành giả mà nhập thiền quả được nó có điều kiện như thế này. Trước tiên đó là trường hợp thứ nhất, đó là người này đã chứng được thiền rồi. Ví dụ như chứng được từ sơ thiền đến ngũ thiền, rồi sau đó chứng được đạo quả. Thì đến khi nhập thiền quả, ví dụ như chứng đến ngũ thiền, thì vị hành giả này có thể nhập thiền quả ở ngũ thiền. Đó là trường hợp mà đã chứng thiền trước. Hoặc là hành giả chỉ chứng được nhị thiền, ví dụ hành giả chứng được nhị thiền rồi sau đó tu tập thì chứng đắc được thánh quả, có thể tu được bền tứ đà hàm, a la hàm hoặc a la hán, rồi sau đó hành giả mới trở lại tu tập thiền chỉ tiếp và chứng đắc được ngũ thiền. Thì ở trong trường hợp đó, nếu muốn nhập thiền quả thì vị hành giả chỉ nhập thiền quả được ở mức độ là nhị thiền. Ở mức độ là nhị thiền. Còn cái đó là trường hợp mà mình nói là bị hành giả mà có chứng vừa có đạo quả vừa có thiền, cho nên mình nói là đắc đạo quả hữu thiền. Còn ở trường hợp mà bị hành giả mà không có chứng đắc được thiền trước và trong lúc chứng đắc đạo quả cũng không có chứng đắc thiền, mà chứng đắc đạo quả xong rồi vị hành giả đó mới đi tu tập thiền chỉ, rồi cũng chứng đắc được ngũ thiền. Nhưng mà trong trường hợp đó, vị hành giả đó nhập thiền quả là nhập được. Chỉ nhập được đó là nhập được thiền chỉ. Chỉ nhập được thiền chỉ, chứ không có nhập được thiền quả.
Thì đó cũng là một cái nói vừa nói về các những bậc mà có thể nhập được thiền quả được, và nó cũng là một cái điểm mà chúng ta để ý, đó là nếu mà vị hành giả mà tu tập chứng đắc được đạo quả trước rồi đi tu tập thiền định sau, thì nếu mà chứng đắc, dù chứng đắc thiền định ở cấp bậc nào đi chăng nữa, thì vị hành giả đó cũng không thể nào nhập thiền quả được. Nếu mà có nhập thì chỉ nhập thiền chỉ. Thì cái đó là một cái phần mà chúng ta cần chú ý đến vị hành giả mà nhập thiền quả. Nhập thiền quả. Cái câu thứ hai thì vị thánh hữu học đắc thiền quả với trình độ nào thì nhập thiền quả với trình độ ấy. Thì cái này giống như nói lúc nãy, thí dụ như là vị hành giả này trước khi chứng đắc được đạo quả chỉ chứng đắc được nhị thiền, hoặc là trong lúc chứng đắc được đạo quả thì cũng chứng đắc được nhị thiền, thì đến khi nhập thiền quả thì vị hành giả này chỉ nhập thiền quả ở trình độ đó. Chắc không thể hơn được. Vì biểu đồ của lộ nhập thiền quả. Mà trước khi nhập thiền quả, ở đây nó có một số, nó cũng giống như là ở thiền chỉ, tức là có phát nguyện, có sự chú nguyện, sự chú nguyện. Dù ở đây là vị hành giả phải chú nguyện, đó là siêu thế pháp nào mà tôi đã chứng đắc hãy khởi lên trong tôi suốt thời gian này, trong suốt thời gian này xin cho hữu vi cảnh vắng mặt. Tại vì khi mà nhập thiền quả sao, cảnh ở đây là cảnh niết bàn, cho nên ở đây cảnh hữu vi thì nó phải vắng mặt. Thứ hai đó là sau khi chú nguyện thì vị hành giả tác ý đến tứ niệm xứ để nhận danh sắc nội thân, tuần tự tiến lên đến hành xã tuệ, khi năm quyền đồng đẳng thì phát sanh thùng thứ tuệ, dứt thùng thứ tuệ thì nhập vào quả định. Nó cũng giống như là cái giai đoạn đoạn này thì nó cũng giống như là cái giai đoạn mà vị hành giả mà chứng đắc được đạo quả, tức là nó cũng phải trải qua, đó là các loại quan sát, các loại danh sắc, rồi trải qua các giai đoạn tuệ, từ tuệ thấy được từ phổ cập tuệ, đó là thấy được danh sắc là vô thường khổ vô ngã, cho đến mà thùng thứ tuệ. Chỉ có điều đó là trong trường hợp này thì nó có tâm đạo, nó không có tâm đạo, đó là cũng là điểm khác biệt, nó không có tâm đạo. Thì đây là lộ trình tâm. Đây, coi là tức là sau khi mình chú nguyện xong, quán sát lời danh sắc để lần lượt các loài tuệ nó sanh khởi, thì sau đó là mình có cái lộ trình tâm mà nhập thiền quả. Cái lộ trình nhập thiền quả đó là khai ý môn, rồi đó là thuần thứ và thiền. Thuần thứ và thiền. Thiền quả. Thiền quả. Thiền quả ở đây là tức là cái tâm quả siêu thế. Tâm quả siêu thế mà nó có chứng đắc được thiền. Tâm quả siêu thế nó có chứng đắc được thiền. Có thể là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là ngũ thiền.
Cái tâm thiền quả này nó cũng sanh khởi, nó là bất định. Bất định theo thời gian mà lúc hành giả đã chú nguyện là mình sẽ nhập thiền đó là bao lâu? Nhập thiền đó là bao lâu? Thì, cái trường hợp thứ hai đó là trường hợp của người cái này nó bị sao hôm nay cái máy nó bị gì vì cái dòng này là chạy qua hơn mất một trang. Tức là có lộ nhập thiền quả của người trì căn và lộ nhập thiền quả của người lợi căn. Trường hợp lộ nhập thiền quả của người trì căn á thì nó có bốn y dạ, tự nhiên nó lại hiện cái này đó. Của người trì căn á thì nó có bốn sát na thuần thứ, sau đó là lộ sát na tâm thiền quả. Ở người lợi căn á thì nó có ba sát na tâm thuần thứ, sau đó là thiền cái sát na thiền quả, và sát na thiền quả này thì nó diễn ra vô số vô số. Thì đây là nói về lộ trình tâm mà nhập thiền quả nó xảy ra. Thứ hai, phần thứ năm đó là các chặng tâm và tâm lộ của lộ nhập thiền quả. Về chặng tâm đó, là hầu như chúng ta thấy là ở trong lộ ý môn đặc biệt á, thì nó chỉ có hai chặng. Một là chặng khai ý môn. Hai đó là chặng động lực. Động lực ở đây chúng ta để ý đó là các tâm quả mà ở trong ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới á, các tâm quả đó là nó thuộc về các tâm quả đó nó làm việc tục sinh. Một số tâm quả đó là nó có vai trò đó là làm việc tục sinh, hồ kiếp và tử. Rồi tám tâm này quả thì nó còn làm công việc na cảnh. Nhưng mà ở trong tâm quả siêu thế, tâm quả siêu thế thì nó không có làm mấy công việc đó, nó không có làm việc tục sinh, nó cũng không có làm việc na cảnh, mà tâm quả siêu thế nó vẫn là làm việc động lực, giống như là tâm đạo hay là tâm thiện siêu thế. Nên ở đây đó là dù ở đây là tâm thiền quả nhưng mà nó vẫn làm cái công việc đó là động lực. Cho nên nó vẫn có chỉ có hai chặng, tức là tầng khai ý môn và chặng động lực. Chặng khai ý môn và chặng động lực. Còn về tâm lộ của lộ nhập thiền quả thì vì ở đây tâm thiền quả là vô số sắc na, tức là ở đây cái chữ này là bất định số, tức là không biết được bao nhiêu sắc na, tại vì không biết là hành giả sẽ nhập thiền bao lâu. Cho nên cái sát na này nó sẽ hiện ra vô số tùy theo. Cho nên vì vô số sát na cho nên ở đây nó cũng đồng nghĩa với là cái tâm lộ là không đếm được, nên nó là vô số tâm lộ. Như vậy thì ở hai lộ trình tâm này á, ở hai lộ trình tâm của lộ nhập thiền quả, nếu mà nói về chặng thì nó có hai chặng, nhưng mà nói về tâm lộ thì nó có
vô số tâm lậu. À, nó vô số tâm lậu. Đó là phần số 5. Phần số 6 đó là các tâm có mặt trong lộ tâm và số lượng lộ tâm nhập thiền quả. Lộ tâm nhập thiền quả. Thì ở đây mình có đó là nếu mà một tiếng tình tâm xảy ra, một tiếng trình tâm xảy ra thì mình sẽ có ba thứ tâm. À, sẽ có ba thứ tâm đó là tâm tâm khai y môn. Còn cái này nếu mà với bậc thánh hữu học thì đây là hai tâm. Bốn tâm chứ. À, bốn tâm đại thiện hợp trí. À, bốn tâm đại thiện hợp trí. Tức là nếu mà một tiếng tình tâm xảy ra thì nó là một trong bốn tâm đại thiện hợp trí. Nếu mà với bậc thánh A-la-hán thì là một trong bốn tâm đại tố hợp trí. À, sau đó nó là một trong năm tâm quả. À, một trong 20 tâm quả. À, một trong 20 tâm quả. Như vậy thì một tiếng tình tâm xảy ra thì nó có ba thứ tâm. À, tức là khai ý môn, ví dụ ở đây nó là khai ý môn. À, rồi một tâm đại thiền hợp trí, rồi một tâm quả siêu thế. À, một tâm quả siêu thế thì nó có ba thứ tâm. Ở dưới thì nó cũng vậy thôi. À, nó chỉ ít hơn một sát na nhưng mà nó vẫn diễn ra giống nhau. Một tiến trình tâm thì nó vẫn là ba thứ tâm. Còn nếu mình tính tổng quát, tính tổng quát thì khai ý môn nó vẫn là khai ý môn. Ở sát na thuần thứ, sát na thuần thứ thì với bậc thánh hữu học thì nó là bốn tâm đại thiền hợp trí. Còn với bậc thánh A-la-hán thì đó là bốn tâm đại tố hợp trí. Bốn tâm đại tố hợp trí. Như vậy thì ở đây bốn đại thiền hợp trí, bốn đại tố hợp trí là tám. Tám với lại một khai ý môn nó là chín. Rồi quả ở đây thì mình có 20 tâm quả. 20 tâm quả. Nhớ là 20 tâm quả ở đây làm tính theo thiền. Tại mình đang nói về thiền thì 20 tâm quả. Thì nếu mà tổng quát thì mình có 29. 29. Đó là mình tính về số lượng tâm. Tâm có mặt trong lộ tâm và số lượng lộ tâm. Bây giờ mình tính về số lượng lộ tâm. Tính về số lượng lộ tâm. Bây giờ thì mặc dù cái lộ trình tâm thì nó diễn ra thì nó giống nhau, nhưng mà cái cách tính lộ trình tâm ở các trường hợp lộ trình tâm đặc biệt thì mỗi một lần diễn ra như vậy thì người ta tính nó một lộ trình tâm. Thì ở đây mình có là 20 tâm quả. 20 tâm quả thì nó sẽ có 20 lộ trình tâm. 20 lộ trình tâm. Mà 20 lộ trình tâm mà mình chia ra cho hai hạng người, tính theo hai hạng người, tức là người lợi căn là 20 lộ, người trì căn 20 lộ trình tâm, người lợi căn 20 lộ trình tâm, thì chúng ta có tất cả đó là 40 lộ trình tâm. 40 lộ trình tâm. Như vậy thì một tiếng ở trong mục này thì một tiếng tình một tiến trình tâm xảy ra thì có ba thứ tâm khách quan, tổng quát thì có 29 tâm khách quan. Còn lộ trình tâm thì mỗi trường hợp mình có 20 lộ tâm, cho nên tổng cộng thì mình có 40 lộ tâm. 40 lộ trình tâm.
Rồi lộ tâm nhập thiền xảy ra với hạng người thì ta xảy ra với hạng người. Thì ở đây vì mình chỉ có bốn người lộ nhập thiền quả xảy ra thì nó chỉ có, tại vì mình chỉ có bốn bậc thánh quả thôi, bốn bậc thánh quả mà có chứng đắc được thiền định trước khi chứng đắc được đạo quả, hoặc là chứng đắc được đạo quả xong xong chứng đắc được thiền định với đạo quả trong cùng một lúc. Giống như trường hợp mà ngài Chulapantaka gì đó, tức là vừa chứng đắc được được đạo quả mà vừa chứng đắc được cả lục thông, thì ở trong trường hợp đó là vừa chứng đắc đạo quả mà chứng đắc được cả thiền định. Hay là ở trường hợp của ngài Xá Lợi Phất, ngài Sariputta, ngài Moggallana cũng vậy, chúng ta thấy là trước đó hai người này chưa có chứng đắc được thiền định. Nhưng mà đến khi mà chứng đắc được đạo quả thì các ngài cũng chứng đắc được thiền định. Cũng chứng đắc được thiền định. Tức là trong cùng một lúc. Như vậy thì người có thể nhập thiền quả thì có bốn trường hợp, có bốn hạng người. Tức là bốn bậc thánh quả. Đó, nó bị mất chỗ này, nó thiếu cái chữ bất định số ha, này do ấy bị lỗi cái này, nó thiếu cái bất định số, cái chỗ cái lỗi tình tâm trên nó thiếu cái bất định số. Nhưng là chỉ bốn hạng người. Và chỗ này thì sư nhắc đi nhắc lại, đó là cái bốn hạng người ở trong trường hợp bốn bậc thánh quả đó. Bốn bậc thánh quả ở đây không phải là bốn bậc thánh này thì là nhập thiền quả được, mà bốn bậc thánh này đó là phải là người chứng đắc được thiền định trước khi chứng đắc được đạo quả, hoặc là chứng đắc được thiền định với đạo quả trong cùng một lúc thì mới nhập thiền quả được. Còn nếu mà chứng đắc được đạo quả trước rồi chứng đắc được thiền định sau đó thì không thể nhập thiền quả được. Để ý cái đó, chúng nói là bốn hạng người chung như vậy. Rồi liên quan đến cõi, cái này sao thiếu hết vậy? Cõi thì ở đây thì vì ở đây mình nói đến bậc thánh, cho nên đó là chúng ta bỏ ra bốn cõi khổ, bỏ qua cái cõi vô tưởng, cõi vô tưởng thì bỏ qua cõi vô tưởng thì mình còn là năm, qua cõi vô tưởng thì là năm rồi. Xin lỗi, cái này mình phải chia ra mới được, tức là tại nó liên quan đến bậc thánh sơ quả, nhị quả, và sơ quả nhị quả nó khác với cái tam quả và tứ quả, cho nên ở đây mình phải chia ra mới được. Về lộ trình tâm thì nó diễn ra giống nhau, nhưng mà bây giờ thí dụ như là ở năm cõi tình cư, năm cõi tình cư thì mình thấy là bậc thánh sơ quả với nhị quả thì không có ở đó được, tức là không có mặt ở cõi nhị quả và sơ quả, cho nên mình
ở năm cõi tình cư đối với bậc thánh sơ quả và nhị quả thì mình bỏ ra năm thêm năm cõi tình cư nữa. Thì nãy là mình bỏ năm, bây giờ mình thêm năm cõi tình cư nữa là 10 cõi, là bỏ bốn cõi khổ, một cõi vô tưởng, năm cõi tình cư, thì mình bỏ ra 10 cõi thì còn lại đó là 21 cõi phẩm vui hữu tâm. 21 cõi phẩm vui hữu tâm phàm, tức là bỏ ra năm cõi tình cư, tại cõi đó chỉ dành cho bậc thánh A La Hán. Rồi hữu tâm tức là vui, tức là bỏ bốn cõi khổ. Còn hữu tâm ở đây là bỏ cõi vô tưởng. Còn đối với trường hợp bậc thánh A La Hán và bậc thánh A La Hán thì mình chỉ bỏ đó là bốn cõi khổ và cõi vô tưởng. Cho nên ở đây mình có mặt đó là ở 26 cõi vui hữu tâm. Nó diễn ra ở 26 cõi vui hữu tâm. Cõi vui tức là bỏ ra bốn cõi khổ, hữu tâm đó là mình bỏ ra cái hữu tâm thì bỏ ra cõi vô tưởng. Bỏ ra cõi vô tưởng. Cái phần xảy ra ở các cõi này á, mình không chú ý thì mình sẽ, nếu mà mình nói tổng quát, nếu mình nói tổng quát thì người ta chỉ trình bày đó là 26, có thể là xảy ra ở 26 cõi, 26 cõi vui hữu tâm, đó người ta nói tổng quát. Dạ. Nhưng mà nếu mình chia ly ra đó là phải chia nó ra làm hai, phải chia ra là làm hai. Thì tức là chia ra đó là đối với bậc thánh sơ quả và nhị quả, vì hai bậc thánh này không thể có mặt ở cõi năm cõi tình cư, không thể có mặt ở năm cõi tình cư, cho nên loại trừ năm cõi tình cư ra thì mình chỉ còn lại 26 cõi phẩm vui hữu tâm. Còn đối với trường hợp bậc thánh A La Hán và A La Hán thì mình chỉ bỏ ra bốn cõi khổ và cõi vô tưởng là được. Yeah. Thì đó là phần bài học liên quan đến lợi nhập thiền quả. Lợi nhập thiền quả. Thì mình chỉ có bao nhiêu đó. Giờ chúng ta học luôn cái bài lợi nhập thiền diệt. Lợi nhập thiền diệt. Thì mình sẽ xong cái phần dưới nãy mở rồi sao bây giờ không thấy cái lộ trình đó. Mình học thêm cái lộ thì nhập thiền diệt cái nữa thì mình sẽ xong cái phần phần lộ trình tâm đặc biệt. Sao bây giờ máy như thế này? Các chợ đi nha, tự nhiên nó bị đứng máy. Mình trình chiếu á, thì trình chiếu dạng PowerPoint nha, thì mình nhìn rõ hơn. Nhưng mà nó hay bị trục trặc máy lắm, như nó nặng máy hay sao không? Sao
Rồi, đây là loại nhập thiền chỉ. Lớp có nhìn thấy chưa? Dạ Lớp thấy nhìn thấy. rồi. Dạ thấy Rồi. rồi. Đây là loại nhập thiền chỉ. Lò nhập thiền về Nirodha Samapatti Vitthi thì mình cũng có 8 phần, đó là định nghĩa. Phần 1 đó là định nghĩa, phần thứ 2 đó là những bậc có thể nhập thiền về, thứ 3 đó là 4 công việc cần làm trước khi nhập thiền về, thứ 4 là biểu đồ lộ tâm nhập thiền về, thứ 5 là các trạng tâm và tâm lộ của trong lộ nhập thiền gì, thứ năm là thứ sáu đó là các tâm có mặt trong lộ tâm và số lượng lộ tâm nhập thiền gì, thứ bảy là lộ tâm nhập thiền thiền gì xảy ra ở hạng người, thứ tám đó là lộ tâm nhập thiền gì xảy ra ở các cõi. Rồi, phần 1 đó là định nghĩa. Lời nhập tiền diệt là tiến trình tâm sân khởi trước khi danh quẩn diệt. Tức là lộ nhập tiền diệt á. Mình thấy là nó khác với cái cách nhập thiền định với thiền thiền quả, đó là mặc dù được nhập thiền định với thiền quả đó là ở lộ thiền chỉ và thiền quả, tức là tâm mặc dù an trú, nó an trú ở trong đề mục nhưng mà nói về làm việc thì tâm vẫn làm việc, tức là nó không có bám theo cái này cái kia thôi, nhưng mà nói về làm việc thì tâm nó vẫn làm việc, nó chỉ ăn trú vào một ở trong cái đề mục, và ở trong thiền quả thì ăn trú ở trong cảnh niết bàn. Nhưng mà ở trong lộ nhập thiền diệt á thì ở đây là nó ngăn cái sự hoạt động hoàn toàn của danh pháp, tức là tâm không có sanh khởi nữa, tâm không có sanh khởi nữa. Mà chúng ta thấy là ở trong bốn danh uẩn á, tức là thức uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, khi mà nó sanh khởi á, nó sẽ hỗ trợ cho nhau. Cho nên nếu mà một cái danh uẩn nào đó mà không làm việc thì mấy anh kia nó cũng không không có. Cho nên cái người mà nhập thiền diệt á, nó chỉ khác với người chết, đó là tức là lúc đó mình đánh đập gì họ cũng không biết đau. Nó chỉ khác với cái người chết, đó là lúc bây giờ là cái cơ thể nó còn thấy hơi nóng. Nó chỉ khác bao nhiêu đó thôi. Chứ ngoài ra là mình có đánh đập làm gì thì họ cũng không có biết. Nhưng mà mình không có, tức là mình không có phá hủy được cái cơ thể của ngài được, của những bậc mà nhập thiền diệt được. Còn người chết mình khi mình chết mình đem đi thiêu thì cháy hết. Còn người nhập nhập thiền diệt thì cho mình có đốt như thế nào đi chăng nữa cũng không bị cháy. Giống như cái trường hợp mà hoàng hậu Smavati cùng với năm cô cung nữ mà ở trong quá khứ mà thiêu thiêu xác cái vị Phật Độc Giác lúc mà ngày nhập thiền diệt á,
tức là ở trong đó kể lại đó là năm trăm cô cung nữ cùng với hoàng hậu Samavati này đi tắm xong rồi khi mà lên thì trời lạnh rồi mới đốt cái bãi cỏ mà để hơi nóng. Thì không ngờ là trong cái bãi cỏ đó là có vị Phật Độc Giác mà được Đức Vua kính trọng, ngài đăng nhập thiền viện ở trong đó. Dạ. Cho nên cho nên lúc đầu là nghĩ là đốt cỏ để mình hơi nóng thôi. Nhưng mà đến khi cỏ mà cháy hết rồi thấy vị Phật Độc Giác ngồi đó thì mấy cô mới giật mình. Nói ra chết rồi. À, mình đã đốt chết cái vị Phật Độc Giác này mà cái vị Phật Độc Giác này lại được Đức Vua kính trọng nữa. Cho nên bây giờ mình phải làm như thế nào đó để phi tang. Thì lúc đầu thì không có cố ý. Nhưng mà khi mà có suy nghĩ như vậy rồi thì là có cố ý. Tức là xuống nhà đi lấy củi, lấy rác, lá cây gì đó. Để chất thành đống lên. Rồi dự định là thiêu xác để phi tang. Dạ. Và vì một vị đã nhập thiền diệt á, cho nên mình làm như thế nào đi chăng nữa thì cái cơ thể cũng không có thể hủy hoại được. Dạ. Cho nên dù các cung nữ này với hoàng hậu có chất một đống củi, nghĩ rằng là với cái số củi đó thì cháy hết thì cái xác này còn gì nữa. Dạ. Nhưng mà đến khi cháy hết rồi thì đến khi ngày xuất thiền thì ngày vẫn đi bình thường. Dạ. Nhưng mà lúc bây giờ thì cơ thể đến khi xuất thiền rồi đó thì cơ thể nó cũng bị trọng thương. Dạ, nhưng mà trong lúc đó thì không có gì, trong lúc nhập thiền thì không sao. Dạ, rồi sau đó do cái trọng thương đó ngài bị mất đi, ngài viên tịch đi. Thì do cái ác nghiệp đó mà sau này hoàng hậu Sumavati là bị thứ hậu Maganiya mà tìm cách giết hại, và bằng cách là thiêu hoàng hậu với lại 500 cung nữ, bằng cách là cho người thấm dầu rồi buộc ở trong các cây cột ở trong cung điện, rồi đốt lửa để thiêu chết và hậu Sumavati và cả 500 phụ nữ. Dạ. Chỉ có điều là cái may mắn đó là lúc bây giờ trong lúc mà tại trước đó thì có một số người là họ đã chứng đắc được thánh quả, trong đó có hoàng hậu Sumavati chẳng hạn thì đã chứng được thánh quả Tu Đà Hoàn. Rồi một số người nhờ hoàng hậu khuyên trong lúc mà ngọn lửa đang thiêu đốt đó thì họ cũng chứng đắc được thánh quả, và nhờ cái phước đó mà họ được tái sanh ở sau cái kiếp đó, họ được tái sanh ở cảnh giới an vui. Dạ. Và cái nguy hiểm cho hoàng hậu Maganiya đó là lúc đó thì thứ hậu Maganiya đã giết rất nhiều bậc thánh, ít nhất là cũng là bậc thánh Tu Đà Hoàn. Và do cái ác nghiệp đó hoàng hậu cũng phải trả trong đời sống hiện tại, đó là Đức Vua như là cho người đào lỗ rồi chôn nàng cả và cả những người thân, rồi cho lấy bò voi chậm, lấy bò cài đồ cho đến khi mà bị chết. Dạ. Thì kể lại cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy là tức là cái người nhập thiền, cái vị hành giả, cái bậc các bậc thánh mà nhập thiền diệt á, dạ, thì chỉ khác với cái người chết đó là còn cái hơi nóng, tức là cái cơ thể mình hơi nóng, còn người chết mình chúng ta để ý. Nếu mà ai đó mình đã từng đụng đến người chết là mình sẽ biết là rất là lạnh. Vừa lúc mà mình còn sống thì vì lúc bây giờ cái đất nước lửa gió nó còn điều hòa với nhau. Yeah. Nhưng mà khi mất chết rồi thì chúng ta thấy là cái cơ thể mình lạnh khác hẳn như khi mình đụng làm giật mình. Yeah. Nhưng mà người nhập thiền diệt á, mặc dù tâm không có làm việc nhưng mà lúc đó thì hơi nóng vẫn còn, tức là nếu mình đụng vào cơ thể thì vẫn ấm. Dạ.
Và theo ở trong chú giải thì người nhập thiền viện thì trong chỉ là thời gian 7 ngày thôi, tức là lâu nhất là 7 ngày. Và có thể là trước đó, nhưng mà lâu nhất đó là chỉ có 7 ngày. Và sau 7 ngày đó thì vị hành giả rất là đói. Và thường là khi mà xuất thiền viện thì các ngài sẽ quan sát ai sẽ là người có duyên để có thể để các ngài tế độ, và người đó có thể cúng dường ngài. Và do cái phước đó là do cái phước đó đó, người nào mà cúng dường với tâm thành kính đó là có được cái quả, về cái quả của phước bố thí ngay ở trong đời sống hiện tại. Ở trong trường hợp này chúng ta thấy nhiều nhất được đề cập ở trong chú giải pháp cú á, là thường đề cập đến trường hợp của ngài Maha Kassapa, là thường ngài nhập thiền viện xong cái là ngài quan sát coi những người nghèo khó, ngài thường đi tế độ những người nghèo khó, ai là những người nghèo khó là ngài đi rồi xem coi họ có cúng dường cho ngài được hay không. Thì ngài sẽ đi đến tế độ người đó. Đến nỗi mà Đức Trời, các vị chư thiên mà họ hiện xuống họ cúng dường, ngài không có nhắn. Rồi Đức Trời Giải Thích cũng hiện xuống cúng dường, ngài không nhận. Thì Đức Trời Giải Thích biết cái tâm của ngài Maha Kassapa là ngài chỉ tế độ cái người nghèo thôi, cho nên ngài mới hiện ra hai ông bà già ở trong cái túp lều rách te tua rồi để được cúng dường đến ngài Maha Kassapa. Thì đó là liên quan đến cái định nghĩa về nhập thiền viện. Rồi những người mà có thể nhập được thiền viện, những người có thể nhập được thiền thiền viện thì chỉ có hai hai bậc. Những bậc có thể nhập được thiền viện thì chỉ có hai bậc, đó là bậc thánh tam quả và bậc thánh tứ quả. Và bậc thánh tam quả và tứ quả này á, phải chứng được đến ngũ thiền mà ở bậc phi tưởng thì phi tưởng xứ, phải chứng đến phi tưởng thì phi tưởng xứ thì mới có thể nhập được thiền viện. Thì chúng ta để ý ra là ở ngũ thiền á thì mình có đó là ngũ thiền sắc giới. Ngũ thiền sắc giới, rồi ngũ thiền vô sắc giới. Ở ngũ thiền vô sắc giới đó là mình có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, thi phi tưởng xứ. Thì ở đây chỉ có trường hợp đó là bậc thánh tam quả và tứ quả chứng được thiền ngũ thiền mà phi tưởng thi phi tưởng xứ thôi thì mới có thể nhập thiền diệt được. Mới có thể nhập thiền. Rồi trước khi nhập thiền viện thì các ngài cũng có bốn cái công việc cần phải làm. Đây, trước tiên đó là chú nguyện cho các vật dụng ngoài thân của mình không vì một lý do nào đó bị hư hoại. Nó liên quan đến cái lời chú nguyện. Giống như xin lỗi nãy, sở dĩ mình không thể thiêu cháy được ngài đó là tại trước khi nhập thiền viện đó là các ngài có làm cái công việc này, tức là chú nguyện. Rồi thứ hai đó là chú nguyện từ xuất khởi thiền diệt khi chư tăng muốn triệu tập. Tức là trong lúc nhập thiền diệt mà chư tăng có phần sự gì đó cần đến mình, có phần sự gì đó cần đến mình là tự nhiên các ngài xuất thiền diệt. Là do cái lời chú nguyện, là thí dụ như là chư tăng đang có một cái tăng sự gì đó mà cần có vị A vị B gì đó, thì chư tăng chỉ cần nghĩ đến vị đó thì tự động đó là vị này xuất thiền. Và cái thứ ba đó là chú nguyện từ xuất khởi thiền diệt khi bậc đạo sư muốn gặp. Tức là không không cần phải đi kêu gì, không phải như vậy. Tức là chỉ cần Đức Phật nghĩ đến cái việc muốn gặp đến cái vị này thì dù là trong lúc đó vị này đang nhập thiền viện thì
đi đây và tự động xuất khỏi thiên diệt và đi đến gặp Đức Phật. Và cái trường hợp này đó nó cũng liên quan đến đến cái đại hội thánh tăng 1250 vị ở ngày rằm tháng giêng ở tại chùa ở tại Velugana. Dạ, mặc dù cái đại hội đó, đó là Đức Phật ngài không có mời, không có thông báo. Dạ, nhưng mà Đức Phật á, tức là ngài có cái ý muốn đó là tụ tập các vị đó lại để có một cái cuộc đại hội. Dạ, thì do cái tâm của Đức Phật có cái ý muốn như vậy thì tự động các vị kia biết đi ra. Tại là biết là đi ra. Tại vì trong cái thời kỳ đầu đó đó, chúng ta thấy là trong thời kỳ đầu đó các bậc thánh đều là được xuất gia bằng hình thức thiền lai tỳ kheo. Và sau khi xuất gia xong á, hầu như các ngài đều vừa chứng đắc được đạo quả hoặc thiền định nên đều có thần thông. Dạ, tại đó là những hàng mà đệ tử bậc nhất không mà. Những người có nhân duyên đặc biệt, chỉ cần nghe một bài pháp, nghe một câu kinh, một câu kệ là chứng đắc được thánh quả. Chứng đắc được thánh quả. Rồi cái thứ tư đó là quán xét về tuổi thọ của mình có thể sống được 7 ngày hay không. Đặc biệt là tức là trong cái khi mà các ngài nhập thiền diệt á, nó sẽ không xảy ra ở trong trường hợp đó là các ngài chết trong khoảng thời gian đó do hết tuổi thọ. Nó có trường hợp đó. Tức là nếu mà các ngài quan sát là mình không thể sống được 7 ngày thì chỉ phát nguyện đó là thí dụ như là nhập 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày gì đó thôi. Tức là cũng phải xuất thiền trước khi chết. Trước khi chết. Thì đó là bốn cái công việc. Và cái trường hợp thứ tư này nó cũng liên quan đến vì các ngài cũng không thể chết ở trong thời gian đó. Thời gian đó cho nên mình có làm gì thì các ngài cũng không có chết được. Cái thứ tư với cái thứ nhất với cái thứ tư này nó cũng có liên quan với nhau. Thì là đó là bốn cái công việc. Bốn cái công việc mà trước khi nhập thiền diệt các ngài chú nguyện. Thì qua cái phần này á, chúng ta cũng để ý đó là như vậy thì ngay cả trong việc nhập thiền á, chúng ta thấy là nhập thiền chỉ, nhập thiền quả hoặc là nhập thiền diệt á, thì nó đều có cái điểm chung đó là các ngài đều có cái chú nguyện. Cái này suy nghĩ cũng là một cái hay mà mình nên học theo, đó là mỗi một lần mình làm một cái thiền sự gì đó hoặc là trước khi mình làm cái thiền sự gì đó mình cũng có cái chú nguyện. Có cái chú nguyện. Và những cái chú nguyện này chúng ta cũng thấy là thường ở trong các câu chuyện tiền thân á, câu chuyện tiền thân nó cũng hay kể lại, ví dụ ta khi ngài làm một cái thiền sự nào đó ngài cũng hay chú nguyện. Ví dụ như là ở cái kiếp mà mẹ ngài bị bệnh rồi anh của ngài tại thầy thuốc đó là nói là đi bắt con thỏ để làm thuốc cho mẹ ngài uống, thì khi mà ngài đi ngài gặp con thỏ nó bị mắc bẫy mà ngài thấy nó buồn vậy, ngài tội nghiệp, thì thay vì ngài bắt con thỏ về để giết để làm thuốc cho mẹ thì ngài thả con thỏ đó đi. Rồi đến khi về nhà thì ngài mới kể lại cho người anh mình nghe, thì người anh của ngài trách ngài tại sao làm như vậy, trong khi đó là mình đang cần con thỏ để làm thuốc cho mẹ của mình. Dạ, thì lúc đó ngài mới phát nguyện ở trong tâm đó là do cái việc mà mình
từ bỏ sát sanh, tức là không có muốn sát sanh đó, thì xin cho bệnh tật của mẹ mình được 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 giảm bớt và được khỏi bệnh vậy đó. Dạ. Thì à, lúc đó mẹ mẹ của ngài cũng cái bệnh của mẹ của ngài cũng cũng được tức là cũng hết bệnh. Dạ. Thì ở trong trường hợp đó chúng ta thấy là nếu mà mình có làm một cái thiện sự nào đó mà mình chú nguyện, thì cái chú nguyện ở đây nó không phải là mê tín, mà cái chú nguyện ở đây đó là do cái uy lực phước, tức là mình có làm mình chú nguyện được, tức là mình có làm một cái phước gì đó. Dạ, rồi mình nguyện. À, ví dụ mình muốn chia cái phước này đến một người nào đó ở trong gia đình của mình trong lúc mà họ đang mắc bệnh. Dạ. Tuy nhiên cái đó nó không phải là thành tựu hết cả. Dạ. Cái đó là mình cái cách mà mình hỗ trợ cho người thân của mình, người mà mình quý mến họ. Dạ. Còn có hỗ trợ được hay không đó, nó cũng còn tùy vào cái phước của người đó nữa. Ví dụ bây giờ cái nghiệp của người đó quá mạnh và đến thời nó đã trổ quả rồi thì mình cũng thể giúp được. Dạ, nó cũng không thể giúp được. Nhưng mà ở đây một trong những cách mà mình có thể hỗ trợ cho người thân của mình hoặc là bản thân mình để mình thành tựu được một cái gì đó khi mình tạo cái thiện sự. Dạ. Ví dụ như là mình ví dụ như là mình cúng dường đến cha mẹ của mình và mình chú nguyện phước đó là do cái phước cúng dường đến các bậc ân nhân này, xin cho con thoát khỏi cái nạn đói khổ ở trong đời sống luân hồi. Dạ. Thì cái chú nguyện đó với nếu mà người cha người mẹ mà biết là chúc cho con được thành tựu như ý muốn thì cái khả năng đó nó sẽ thành tựu rất là cao. Vì Đức Phật ngài nói đó là cha mẹ đó là bậc thánh của những người con, mà lời nói của bậc thánh đó, là chúng ta thấy là nếu mà về tốt đó, thì cũng đem lại lợi ích cho mình rất nhiều, mà nếu mà thuộc về xấu đó, thì cũng đem lại cái sự bất lợi cho mình rất là nguy hiểm. Giống như là trong Pháp Cú có kể lại cái câu chuyện của một vị trưởng lão mà ngài có cái thói quen đó là hãy ngài thấy người ta làm gì đó là họ ngài hỏi, mặc dù biết rồi thì nhưng mà ngài vẫn hỏi. Dạ. Thì có lần đó là có người nông dân đó là họ kéo xe, họ tức là họ gặt lúa rồi họ kéo lúa về nhà, thì người ta đi ngang qua ngài cũng hỏi, tức là đi cũng hỏi mà về cũng hỏi, đi cũng hỏi về cũng hỏi, mà ngài cứ hỏi người ta như vậy. Tại giống như cái nơi đó gần cái đường của ngài đi kinh hành hay là chỗ ngài ở, mà cứ thấy người ta là ngài hỏi như vậy. Thì ngài hỏi một hai lần đầu á thì người nông dân này cũng tính là chắc ngài không biết, cho nên ngài mới hỏi, cho nên cũng trả lời đàng hoàng nói là kêu lúa như vậy. Yeah. Nhưng mà đến thì nhiều lần nó bực quá, nói là kéo phân bò. Dạ. Thì các phải biết là tự động cái lúa ở trên xe nó trở thành phân bò. Dạ. Thì đó là cái lời của bậc thánh nó nguy hiểm như vậy. Dạ, cái lời của bậc thánh nó nguy hiểm như vậy. Thì sẽ kể lại cái câu chuyện này đó để cho mình thấy là tại Đức Phật ngài nói là cha mẹ là bậc thánh của những người con. Đặc biệt nếu mà họ là người có giới thì phải rất là thành công, rất là nguy hiểm. Yeah. Chỉ cần lỡ mà họ nói cái điều mà không có tốt đẹp cho mình thôi là mình cũng mệt. Dạ, yeah, mình cũng mệt. Xin nhớ là có người cậu nó bây giờ thì cậu đã mất rồi. Còn xuất gia mà cậu họ rất là giỏi. Nên thầy bà thường ở chùa rất là thương. Dạ. Nhưng mà xuất gia thời gian tại theo cái tập tục ở dưới thì
xuất gia thời gian rồi cũng trở về sống với gia đình. Dạ. Cho nên đến khi sinh lên xin thầy và thường để từ bỏ cái đời sống xuất gia đó. Dạ. Thì thầy và thường ngày nói một câu, nói đi về đi, để đi trồng rau rồi bán rau thì đó sinh sống với người ta. Thì các tử biết là suốt đời cái người cậu đó, dạ, chỉ làm cái công việc đó, để nuôi mạng cho đến, phải nói là cho theo như sư biết là cho đến khi cậu mất là cái nghề đó là vẫn còn đi theo mà. Dạ, thì cái đó cũng là cái nguy hiểm, cái lời của người thầy. Dạ, tức là nếu mà họ cho mình á, là họ cho cũng rất là đặc biệt vì cái tốt, nhưng mà nếu vì cái xấu thì nó cũng rất nguy hiểm. Dạ, thì cái đó mà liên quan đến cái lời chú nguyện, tại cái này là các tử cũng rất là cần cho bản thân mình, cho người thân của mình, nhất là mình nếu mà mình đứng vai trò ở người cha người mẹ nữa thì cái này nó rất là quan trọng. Về biểu đồ lộ trình tâm nhập thiền diệt. Thật sự vậy cha, con hỏi chút xíu không thưa sư? Cái gì? Nói gì em lên? Alo. Dạ. Dạ thưa con xin sư cho con hỏi cái vị mà nhập thiền diệt đó thưa sư. Vậy là trong cái đời sống của vị đó là nhập thiền diệt đó là được bao nhiêu lần hay chỉ được một lần thôi thưa sư? Có thể nhập nhiều lần, không có thấy quy định. Không quy định, dạ. Cái này nó chỉ là nhập thiền thôi, không có gì. Mà cái trường hợp này chúng ta thấy là trong chú giải cũng hay nói về ngày Mahakaspa là ngày hay nhập thiền diệt nhiều nhất. Yeah. Tại ngài muốn tế độ cái người nghèo thì mỗi một lần ngài nhập thiền diệt như vậy thì ngài sẽ giúp được một người thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ. Yeah. Cho nên không thấy quy định là bao nhiêu. Con cảm ơn sư. Rồi đây là lộ nhập thiền diệt. Lộ nhập thiền diệt của người tỳ căn thì mình có đó là khai y môn, chuẩn bị cận hành thuần thứ chuyển tộc. Sau đó là tâm thiền. Tâm thiền ở đây đó là chúng ta phải nhớ đó là tâm ngũ thiền. Mà ngũ thiền ở đây đó là phi tưởng, phi tưởng xứ. Đến tâm quả. Tâm quả ở đây cũng là tâm quả ngũ thiền. Cũng là tâm quả ngũ thiền. Cái tâm thiền này á, nếu là bậc thánh hữu học thì nó là tâm thiền thiện, phi tưởng xứ. Còn nếu là bậc thánh a la hán thì nó là tâm thiền tố, phi tưởng thì phi tưởng xứ. Để ý cái này, để cái này mình chỉ ký hiệu là tâm thiền thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn tính để ý về từ cái điều kiện mà mình nói từ trên xuống thì mình sẽ nắm được cái này. Thiền là phi tưởng thì phi tưởng xứ, đối với bậc thánh hữu học thì đây là thiền thiện, phi tưởng thì phi tưởng xứ. Còn là đối với bậc thánh A-la-hán thì đó là thiền tố, phi tưởng thì phi tưởng xứ. Còn tâm quả thì nó cũng tùy theo trường hợp. Đó là sơ quả, tam quả và tứ quả. Để ý ở tâm quả ở đây nó chỉ có tam quả và tứ quả. Tại vì nãy mình chỉ có hai bậc thôi. Tức là bậc A-la-hàm với bậc A-la-hán. Thì chứng ngũ thiền thì mới nhập thiền, thiền gì được. Cái chữ TKS ở đây nó là tức là tâm không có sanh. Tức là cái ba chấm mà nãy, cái ba chấm ở phần trên nãy mình là bất định số, tức là tâm sanh khởi là vô lượng sát na. Còn ở trong trường hợp này đó, cái giai đoạn ba chấm ở đây, tức là giai đoạn này là giai đoạn tâm không có sanh. Nếu mà 7 ngày thì nó suốt 7 ngày đó tâm nó không có sanh.
Nhưng mà trước khi xuất thiền diệt thì nó có một sát na tâm đạo, tâm đạo ngũ thiền, rồi sau đó là 14 sát na hậu kiếp, rồi mới trở lại, đó là cái lộ trình tâm bình thường. Lộ trình tâm bình thường. Để đây là phần gọi lộ trình tâm. Về chẳng tâm. Đấy. Về chẳng tâm và tâm lộ. Thì ở đây nó cũng chỉ có thì ở đây chúng ta thấy là tại tâm thiền á, thì nó cũng làm việc động lực, tâm quả nó cũng làm việc động lực, cho nên ở đây nó cũng chỉ là hai chặng tâm, tức là khai ý môn và động lực, khai ý môn và động lực. Về tâm lộ, tâm lộ, tâm lộ thì ở đây mình tính tâm lộ được. Ở phần trên lúc nãy á, cái bài trước nãy á, là bất định số, tức là không biết là bao nhiêu sát na tâm, nhưng mà ở trong trường hợp này thì nó rõ ràng cái phần nào sanh thì sanh, còn không sanh thì không sanh. Cho nên ở đây mình tính tâm lộ được, tính tâm lộ được. Thì chúng ta thấy là ở trường hợp chặn thì nó có hai chặn rồi, còn bị tâm lộ đó, cái lộ trình tâm thứ nhất thì có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lộ trình tâm thứ nhất thì có 8 tâm lộ. Lộ trình tâm thứ hai thì nó không có giai đoạn chuẩn bị, cho nên nó còn lại đó là 7 tâm lộ. Như vậy thì mình có hai chặng tâm và 7 tâm lộ. 8 tâm lộ, trường hợp thứ nhất là có 8 tâm lộ khách quan. Trường hợp thứ hai thì có 7 tâm lộ khách quan. Đó là phần chặng tâm và tâm lộ. Phần số 6 đó là các tâm có mặt trong lộ tâm và số lượng lộ tâm nhập thiền diệt. Thì ở đây nếu một tiến trình tâm xảy ra, trường hợp thứ nhất thứ hai nó giống nhau thôi. Nếu mà một tiến trình tâm xảy ra thì mình thấy là một là khai ý môn, cái giai đoạn chuẩn bị cận hành thuần thứ chuyển tộc á, thì nó chỉ có một loại tâm. Nó chỉ có một loại tâm, đó là nếu mà với bậc thánh A-na-hàm thì ở đây nó là, và mình nhớ là ở đây nó là ngũ thiền, mà ngũ thiền thì nó chỉ có thọ xả. Ngũ thiền thì nó chỉ có thọ xả, cho nên các tâm làm việc động lực ở đây nó cũng phải là thọ xả, cho nên ở đây nó chỉ có đó là chỉ có đó là hai tâm đại thiền thập tí thọ xả. Còn nếu mà bậc thánh A-la-hán thì ở đây nó là hai tâm đại tố thập tí thập xả, hai tâm đó đại tố thọ xả hợp trí, hai tâm đại tố thọ xả hợp trí. Về thiền, thiền thì giống như nói lúc nãy, nếu mà là bậc thánh A La Hàm thì hai tâm thiền, hai sát na tâm thiền này á, nó cũng chỉ có một loại tâm, đó là tâm thiền thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ. Còn nếu mà là bậc thánh A La Hán thì nó là thiền tố, tâm thiền tố phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tâm quả ở đây thì cũng có hai trường hợp, bậc thánh nếu mà bậc thánh A La Hàm thì ở đây đó là tâm tam quả ngũ thiền, nếu là bậc thánh A La Hán thì là tâm tam quả tâm tứ quả ngũ thiền. Như vậy thì một sát na tâm thì mình có mấy thứ tâm: khai ý môn, chuẩn bị cần hành thượng thứ chuyển tộc là 2, thiền là 3, quả là 4. Mình có bốn thứ tâm. Một tiếng đành tâm xảy ra thì mình có bốn thứ tâm. Ở dưới này thì nó cũng giống nhau. Tổng quát, tổng quát thì nãy mình cũng nói sơ qua rồi, ở đây là khai ý môn, ở đây là
bốn sát na này thì nó là hai tâm đại thiện thọ xả hợp trí, hoặc là hai tâm đại tố thọ xả hợp trí. Như vậy thì nó có bốn thứ tâm. Hai sát na tâm thiền này thì nó là, một là tâm thiền thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ, tâm thiền tố phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy thì nó có hai thứ tâm nữa. Ở đây là một, ở đây nãy là bốn, ở đây hai nữa là bảy. Bảy quả ở đây mình cũng có hai tâm quả, đó là tâm tam quả ngũ thiền và tâm tứ quả ngũ thiền. Như vậy mình có chín. Mình có chín thứ tâm. Đó là mình tính tổng quát. Mình tính tổng quát. Rồi bây giờ mình tính số lượng lộ tâm ngay. Mình có bao nhiêu? Thì ở đây mình chỉ có hai bậc. Đó là bậc Thánh A-la-hàm và bậc Thánh A-la-hán. Thì như vậy thì mình chỉ có hai lộ tâm. Hai lộ tâm mà mình tính theo hai hạng người thì mình có bốn lộ. Mình có bốn lộ. Nếu một tiến trình tâm diễn ra thì có bốn thứ tâm khách quan, tổng quát có chín thứ tâm khách quan, mỗi trường hợp có hai lộ tâm, tổng cộng có bốn lộ tâm. Này về nếu mà ai nghe chưa kịp thì về mình nghe rồi suy nghĩ lại. Rồi nhịp tiếp diễn ra ở hàng người đã nói rồi, cái này tức là bậc thánh tam quả và tứ quả mà chứng đắc được ngũ thiền phi phi tưởng xứ. Nhớ phải là ngũ thiền phi phi tưởng xứ ha. Tại ngũ thiền đó, mình có ngũ thiền sắc giới, ngũ thiền không vô biên xứ, ngũ thiền thức vô biên xứ, ngũ thiền vô sở hữu xứ. Còn ở đây nó phải là ngũ thiền mà phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tức là cao nhất của các thiền chỉ, bậc cao nhất. Về cõi á, vì ở đây cái việc nhập thiền diệt á là nó liên quan đến là ngăn chặn tâm nó là không cho sanh khởi. Giống là một cái cách là nghỉ ngơi hẳn, không có làm việc nữa. Không có làm việc nữa. Với lại dựa theo cách chú nguyện của những người nhập thiền diệt á, thì chúng ta thấy là vậy thì nhập thiền diệt á là không xảy ra ở cõi vô sắc giới. Cõi vô sắc giới. Vậy thì bỏ bốn cõi vô sắc giới. Rồi mình bỏ bốn cõi khổ là 8, bỏ ra cõi vô tưởng là 9. Thì mình chỉ còn lại đó là 22 cõi vui của quần. Vui là bỏ bốn cõi khổ của quần, tức là bỏ cõi vô tưởng và cõi vô sắc. Thì đó là phần nội dung của bài học lộ nhập thiền diệt, và cũng kết thúc phần lộ trình tâm ý môn đặc biệt. Vì sao thì chúng ta sẽ học tiếp, đó là phần lộ tâm cảnh tử của hai trường hợp qua lộ ngũ môn và lộ ý môn. Thì xong phần đó là mình sẽ kết thúc phần lộ trình tâm. Bây giờ tại sư cái đó là thông báo trước như vậy, nhưng mà để xem tại sư đăng ký học thêm anh Văn 2 năm để lấy bằng nộp cho trường. Cho nên để xem chương trình sẽ học như thế nào. Nếu mà chương trình học tương đối thì mình mới có thể học tiếp được. Tại cái lớp vi diệu pháp này không phải lên nói là nói được, mà phải đọc sách lên xuống nữa, phải soạn bài cho các tử nữa, nó không phải học ở trên lớp được. Cho nên nếu mà sư sắp xếp được thời gian thì mình sẽ học tiếp. Còn nếu mà không sắp xếp được thời gian kịp để soạn bài nộp cho lớp thì có thể làm tạm nghỉ. Nhưng mà giờ thì cứ như vậy đi, thì có gì sư sẽ thông báo sau.
Rồi bây giờ mời lớp nghỉ xin tắm mic lại dạ, nha. Dạ bạch sư cho con hỏi thêm chút xíu nữa thưa sư. Dạ, dạ bạch sư, cái vị mà nhập thiền diệt đó thưa sư, có phải nhập từ sơ thiền rồi xuất sơ thiền, nhập nhị thiền rồi xuất nhị thiền rồi mới nhập từ từ lên thôi thưa con sư, hay là chỉ nhập thẳng cho thưa sư? Ở đây nếu mình dựa theo cái loại nhập thiền diệt á thì chỉ cần vị hành giả chú nguyện rồi thì mình nhập vào cái thiền đó. Dạ. Dạ, con cảm ơn, con cảm ơn sư. Thưa sư, vậy lớp xong rồi kết thúc đã. Rồi mời cô Phúc đi. Tại cô Nhung có bận rồi cúp điện. Ai đại diện? Dạ, buổi học đã kết thúc. Chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy cho diệu pháp cho chúng con. Dạ, kính mời chị Tịnh Hạnh thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có được đến chư thiên. Dạ, xin mời chị. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ, con kính tri ân sư. Con xin thay mặt cô chú học viên trong room hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha Chavamatha Dekwanagamahitika Punyang no anumodan tu chiranga kantu sa sanang akasatha chafam matha de guana kamahitika Punyang no anumodan tu chiranga kantu no garo akasatha chafam matha de guana kamahitika Bồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nhà ta yô a ca sa tha cha phẩm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu pa ni nô a ca sa tha cha phẩm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu pa ni nô a ca sa tha cha phẩm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nô sa đa. Idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale. Sa thu, sa thu. Sa thu.